Dạ cậu. Cậu dòm cái thằng cụ lần đó, lần này á con nói cậu nghe như là nó tin con sái cổ luôn á cậu. Có thiệt là nó tin mày không? Ừ, dạ thiệt chứ. Nó còn đi luộc hột gà lăn mấy chỗ bầm. Mà cậu, nhưng mà sao cậu đánh con mạnh tay quá vậy? Muốn cho nó tin thì mày cũng phải chịu đau một chút xíu chứ. Đã nói là khổ nhục kế rồi mà. Nếu không khổ thì làm sao có kế? Dạ à, con hiểu rồi. Nhưng mà giờ mình phải làm gì nữa cậu? Muốn cho thằng đó tin mày thiệt lòng với nó thì mày phải tới lui thăm viếng nó thường xuyên. Nhớ là đừng có đi tay không. Mang theo cho nó một ít bánh trái, dụ cho nó phải lôi kéo cho bằng được thằng đen vô mua miếng đất ở cuối mương. Sau khi tụi nó điểm chỉ vô tờ giấy mua bán đất rồi thì coi như mọi việc xong xuôi. Tụi nó sẽ bị bắt về tội mua gian bán dối. Mua miếng đất à, cậu, nhưng mà sao mình phải dụ nó mua miếng đất đó hả cậu? Mày ơi là quá. Mày đi theo tao bao nhiêu năm trời rồi mà không khốn được vậy? Đó là miếng đất của nhà họ Trương, mày lén lút đi bán. Nó là kẻ thông đồng tầm phạm với mày mua gian bán dối, mày hiểu không? Lúc đó tao có cớ bắt giam cầm phạt tội chứ sao? Ờ cậu, vậy giờ còn con thì sao? Không lẽ con cũng bị bắt giam cầm giống như tụi nó? Ừ. Trước mắt thì mày cũng phải chịu thiệt một chút xíu, là bị giam ít hôm thôi. Trời ơi, giờ khổ cũng có, cực cũng có, rồi nhục cũng có, rồi giam cầm cũng có luôn hả cậu? Yên tâm đi, chỉ ít hôm trong đề lao thôi. Sau khi xử tụi nó xong thì mày sẽ được thả ra, hiểu chưa? Dạ. Thì cậu nói làm sao con nghe vậy? Nè. Dạ. Nhớ là không được để lộ chuyện này cho ai biết nghe chưa? Mất công thằng em của tao là xen vào phá đám nữa. Dạ con biết rồi cậu. Nhớ đó. À, con đi cậu. Thằng ngu.